Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Ca sĩ Võ Hà Trâm bật mí hôn nhân với chồng Ấn Độ. Sau khi kết hôn với doanh nhân Ấn Độ, ca sĩ Võ Hà Trâm không phải theo chồng vì làm giàu xứ lạ mà vẫn ở Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Theo nữ ca sĩ, dù áp lực việc chuyện làm giàu nhưng cũng không khá nhiều thú vị từ khi kết hôn với chồng ngoại quốc. Võ Hà Trâm là ca sĩ có dấu ấn riêng qua làng nhạc Việt khi chọn mình dòng nhạc chính thống. Chọn con đường đi lên bằng thực lực trong sự scandal. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1990 lại có đường tình duyên khá lần đận. Trải qua nhiều mối tình hợp tan, đến đầu năm 2019, Võ Hà Trâm có tìm được hạnh phúc đích thực khi kết hôn với người chồng Ấn Độ, một doanh nhân trong lĩnh vực đá quý kim cương. Chia sẻ về cuộc hôn nhân sau lập gia đình, nữ ca sĩ cho biết làm vợ có nhiều cái bỡ ngỡ, nhưng chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng có nhiều cái tuy chưa làm tốt, nhưng cần có thời gian chung sống để có kinh nghiệm, để hiểu bạn đời, để biết hy sinh thấu hiểu. Cô cũng thừa nhận thay đổi lớn nhất của bản thân do đó là tư tưởng. Khi còn độc thân, tôi sống cho mình nhiều hơn, thích phiêu du, đầy đó, sánh rồi cùng tụ tập bạn bè để vui chơi. Nhưng từ khi kết hôn, tôi có sự chia sẻ thấu hiểu, làm việc khi cũng luôn đối mặt vị trí của đối phương. Khi rảnh rỗi tôi thích ở nhà với ông xã, Võ Hà Trâm tiết lộ. Võ Hà Trâm cho biết, ông xã bước vào cuộc đời cô đúng lúc, mang lại cho cô nhiều niềm năng lực tích cực trong cuộc sống. Vì thế, với cô, đây là giai đoạn sung túc nhất để thực hiện những hoài bão trong sự nghiệp của mình. Có thể với số người sau khi kết hôn, tạm gác âm nhạc sang một bên để tập trung vun vén xây dựng cho gia đình nhỏ hạnh phúc. Còn với tôi, tình yêu giúp tôi có nhiều cảm xúc, nhiều động lực để phát huy, sáng tạo nhiều hơn trong nghệ thuật. Giọng ca chợt như giấc mơ chia sẻ. Nữ ca sĩ cho biết kết hôn với người ngoài nghệ thuật, đặc biệt là doanh nhân, đôi khi có những bất đồng khó như nói. Tuy nhiên, cô may mắn được nhiều ông xã ủng hộ, hết mình trong mọi dự án. Võ Hà Trâm tiết lộ, anh ấy ủng hộ tôi vì cả tinh thần lẫn vật chất, nên tôi dù có bỏ nhiều tiền để làm sản phẩm âm nhạc, trước mặt tôi không lo vì đói. Trước khi làm live show kỷ niệm 12 năm, ca hát vào năm 2019, tôi từng nhiều lần do tử. Đến khi lập gia đình rồi, tôi nhận ra mình phải tranh thủ thực hiện lúc còn trẻ. Còn đam mê và sự giúp đỡ của anh em đồng nghiệp, đặc biệt là sự ủng hộ từ chồng. Theo Võ Hà Trâm, với sản phẩm âm nhạc quá vỡ, ông xã người Ấn Độ, cô thường không hiểu nổi nội dung nên bài hát nào cũng nhờ vài hát theo. Cô lý giải giống như khi chúng tôi nghe một bài hát người nước ngoài, dù không hiểu nhưng vẫn có thể cảm nhận bằng giai đoạn, trái tim và thông qua hình ảnh trong MV. Ông xã tôi cũng cảm nhận nhạc quá vỡ như thế, tôi yêu và trân trọng anh từ những điều đơn giản đó. Nhiều mỹ nhân Việt lấy chồng ngoại quốc, chia sẻ đôi khi cách biệt văn hóa dẫn đến những tình huống chữa khóc chữa cười. Tuy nhiên, theo Võ Hà Trâm, với cô sự khác nhau vì văn hóa cùng là điều hấp dẫn. Nữ ca sĩ cho biết cả hai vợ chồng cô xác nhận sẽ vì nhau mà thay đổi, chọn lọc văn hóa sao cho phù hợp với đối phương. Tất nhiên, đôi khi cũng có hiểu lầm, nhưng vợ chồng cô đều cùng nhau nói chuyện thẳng thắn. Tương tự như thế, đặt câu hỏi, nữ ca sĩ vì việc làm dâu Ấn Độ, cô cho biết quan niệm sống so sánh và nhà chồng ở xứ. Tuy nhiên, cô tin mọi thứ tùy thuộc vào số phận của mọi người. Coi như số mình may mắn khi lấy chồng được Ấn Độ là có gia đình rất thoải mái. Cô tư tưởng cởi mở, mẹ chồng xem tôi như con ruột nên bà không bao giờ đặt con dâu làm cái gì cả. Tôi là người hiện đại nên sẽ thấy gò bó nếu đi đứa vào khuôn khổ truyền thống, Võ Hà Trâm tâm sự. Nói về những nguyên tắc Ấn Độ, nữ ca sĩ cho biết nhập gia tùy tộc, có nhiều cô chưa nắm rõ thì ông xã có thể dẫn đi. Ví dụ ở Việt Nam gặp gỡ bạn bè, mọi người thoải mái hỏi chuyện vợ chồng của họ như một cách quan tâm. Nhưng ở Ấn Độ có điều cầm kỹ, họ sẽ thắc mắc mình hỏi vợ hay chồng của họ làm gì. Ông xã tôi chia sẻ hết để tâm trạng những điều vô duyên. Cá nhân của tôi ý thức mỗi lần sang nhà chồng, tôi thường xuyên sau các câu chuyện để quan sát lắng nghe, biết cách người ta chào đón, nói chuyện với nhau như thế nào. Từ đó mình tự hỏi, mọi thứ đều mới lạ, nên tôi muốn khám phá nhiều hơn, cô tâm sự.
Trước câu hỏi cho rằng cuộc sống có vợ chồng hạnh phúc êm đềm như thế, cô tính chuyện sinh con, nữ ca sĩ chia sẻ, vì sự nghiệp tôi mong muốn sẽ đi đến con đường của mình dài hơn. Tôi mong muốn có cuộc sống mình sẽ hạnh phúc, kinh tế ổn định, sẽ đón thành viên mới. Chồng tôi thích con trai để hướng nghiệp theo gia đình, còn tôi thích con gái hơn để chăm chút cho nó. Nhưng dù con trai hay con gái thì cùng đều là con của chúng tôi, Võ Hà Trâm bộc bạch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.